Thân xác hữu tình Thân xác hữu tình thì phức tạp hơn nhiều so với thế giới vô tri vì nó không chỉ được sinh ra từ yếu tố lửa hay từ mặt trời mà còn được sinh ra từ nghiệp Kama, Tâm, Chitta và dưỡng tố Ahara. Trong bào thai của mẹ như tất cả chúng ta đã biết cơ thể của chúng ta được bắt đầu từ sự kết hợp của trứng của mẹ và tinh trùng của cha. Sự kết hợp đó được gọi là Kalala trong Bali và được cho là sự tạo lập nên bởi 30 sắc pháp cùng với tâm và các tâm sở của nó. Ngay từ thời điểm đó, chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình dài lâu của chính mình trong đời sống hiện tại này. Sau đó, phôi thai của chúng ta được chuyển hóa thành Abuda, tức bong bóng trong tuần thứ nhất và rồi thành pesi tức vật chất nhỏ bé trong tuần thứ hai và Ganna tức vật chất nhỏ bé rắn chắc trong tuần thứ ba và rồi là Pasaka tức chân tay và đầu cùng với lông, tóc và móng trong tuần thứ tư Sau 11 tuần các giác quan của chúng ta như mắt, tai, dần dần bắt đầu hình thành Như vậy là một phôi thai ở tại thời điểm khởi đầu đó trong kiếp sống Cơ thể của chúng ta được tạo lập chỉ do bởi các sắc pháp do nghiệp tạo. Nói một cách chính xác, Kalala và tất cả các giác quan của chúng ta chỉ là do nghiệp tạo. Ý nghĩa của Kamma Kamma có nghĩa đen là nghiệp hay hành động. Nhưng Đức Phật đã dạy, nghiệp có nghĩa là sự chủ ý hay tâm sở tư tức là yếu tố chịu trách nhiệm cho mọi hành động chúng ta thực hiện. Ví dụ, khi một chiếc xe tông vào một ai đó, người tài xế phải chịu trách nhiệm chứ không phải là chiếc xe, mặc dầu thật ra chiếc xe là cái đụng người đó. Cũng theo cách này, chúng ta lấy sự chủ ý, tức là tâm sở tư, làm nghiệp thay vì chính hành động đó. Tùy thuộc vào sự chủ ý của mình, hành động của chúng ta được phân loại thành thiện hay bất thiện. Những sự chú ý thật ra sanh lên và diệt đi cùng với những hành động của chúng ta. Tuy nhiên, chúng để lại phía sau một dạng năng lượng tinh thần tiềm ẩn trong tiến trình tâm thức của chúng ta, giống như tiềm năng tạo ra lửa trong que diêm. Nó sẽ mang đến cho chúng ta những kết quả thích ứng khi các điều kiện thuận lợi cho nó được hội đủ. Đây là cái chúng ta gọi là nghiệp karma. Sắc pháp do nghiệp tạo Thân xác của chúng ta bị ảnh hưởng không chỉ bởi di truyền và môi trường, mà còn bởi một yếu tố gì khác nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể thấy nhiều điểm khác nhau, thậm chí giữa cặp song sinh giống hệt được sinh ra và nuôi dưỡng trong cùng huyết thống và trong cùng một môi trường. Mặc dầu họ có dáng vẻ bên ngoài và những đặc tính tương tự nhau nhưng một người có thể là thông minh hơn, mạnh khỏe hơn hoặc may mắn hơn người còn lại. Hơn nữa, có những điểm cần phải suy ngẫm. Tại sao chúng ta được sinh ra vào dòng dõi và trong môi trường cụ thể này? Tại sao lại không phải vào dòng dõi khác và trong môi trường khác? Tại sao chúng ta được sinh ra là nam hay nữ? Tại sao lại không ngược lại? tại sao một vài trong số chúng ta được sinh ra với một tài năng hay khả năng đặc biệt trong khi những người khác lại không được như vậy tại sao một vài trong số chúng ta có những cơ hội để thành công trong cuộc sống trong khi những người khác lại không giống như vậy đây là những điểm để suy ngẫm vốn nằm ngoài yếu tố di truyền và môi trường sống của chúng ta theo giáo lý của đức phật chính nghiệp tạo nên sự khác nhau giữa chúng ta ở tất cả mọi khía cạnh. Nếu chúng ta đã làm nghiệp thiện như bố thí, hành trì giới luật trong một kiếp sống quá khứ, chúng ta sẽ được sinh vào một gia đình có địa vị xã hội cao sang trong kiếp hiện tại và cũng có được một thân xác mạnh khỏe và đẹp đẽ, đôi mắt tinh sáng và đẹp, cái mũi thính tốt và đẹp và vân dân. dân. Chúng ta sẽ là khác đi nếu chúng ta đã thực hiện những nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cướp, dân dân. Theo Thắng Pháp, nghiệp của chúng ta trực tiếp tạo ra nhiều hiện tượng vật chất của chúng ta, tức là những sắc pháp như được đề cập đến ở dưới, một cách không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời kể từ ngay điểm khởi đầu của đời sống, tức là lúc hình thành của bào thai. 1. Tám sắc bất ly A 2 sắc giao giới akasa 3 thần kinh thị giác cakkhu passada 4 thần kinh thính giác sotapada 5 thần kinh cứu giác gana passada 6 thần kinh vị giác visva 7 thần kinh xúc giác khaya passada tám sắc tố nữ iti phava chín sắc tố nam pung phava mười sắc ý vật hadaya vatthu mười một sắc mạng quyền ivitindriya sắc pháp do tâm tạo một điều hiển nhiên là tâm ý của chúng ta ảnh hưởng đến thân xác vật lý của chúng ta theo cách này hoặc cách khác. Luôn luôn có tâm ý theo sau mọi hành động của chúng ta, như việc đánh văn bản, đi bộ, mỉm cười và dân dân. Tâm ý luôn luôn đóng vai trò chủ đạo trong những thay đổi quá học trong thân xác của chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta giận dữ, thì có những thay đổi mang tính vật chất sanh lên trong thân xác của chúng ta, làm cho mặt của chúng ta đỏ lên, làm cho tim của chúng ta đập nhanh hơn và dần dần. Khi chúng ta có hứng thú hoặc lo lắng, bàn chân của chúng ta trở nên lạnh. Khi chúng ta nghĩ về những việc không vui, nước mắt chảy ra. Khi chúng ta nghĩ về thức ăn ngon, nước bọt chảy ra. Khi chúng ta nghĩ về tình dục, những thay đổi khác về sinh lý diễn ra các trạng thái tinh thần tốt đẹp luôn luôn làm sinh khởi những quá chất lành mạnh làm cho đời sống của chúng ta được trường thọ và khỏe mạnh trong khi những trạng thái tinh thần không tốt đẹp thì ngược lại cho nên tâm ý của chúng ta đang sản sinh ra những vật chất hay những quá chất sau đây trong cơ thể của chúng ta một cách không ngừng nghỉ trong suốt đời sống bắt đầu từ sắc na tâm thứ hai khi chúng ta chỉ là một phôi thai trong bụng mẹ 1. Tám sắc bất ly 2. Sắc giao giới 3. Các oai nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi 4. Thân biểu tri 5. Ngữ biểu tri 6. Cùng cách cười 7. Âm thanh 8. Sắc khinh 9. Sắc nhu và 10. Sắc thích nghiệp Sắc pháp do nhiệt lượng tạo như đã được nhắc đến ở trước thời tiết là yếu tố lửa hay nhiệt lượng theo nghĩa chân đế nếu chúng ta có thể điều khiển hay thu xếp để có được thời tiết thuận lợi chúng ta có thể sống thọ hơn và sống một cách lành mạnh hơn dĩ nhiên chúng ta biết rằng mặt trời ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nhiều như thế nào nếu không phải do mặt trời chúng ta và mọi thứ khác trên trái đất sẽ không thể hiện hữu và tồn tại trong vũ trụ này. Đây là một sự thật không thể phủ nhận hay bàn cãi được. Cho nên, thời tiết hay nhiệt lượng sẵn sinh ra một loại sắc pháp sao trong thân xác của chúng ta một cách không ngừng nghỉ cả cuộc đời bắt đầu từ sắc na tâm tục sinh. 1. Tám sắc bất ly 2. Sắc giao giới 3. Âm thanh 4. Sắc kinh năm sắc nhu sáu sắc thích nghiệp sắc pháp do dưỡng tố tạo tinh chất của thực phẩm được gọi là oja trong tiếng bali thường vốn chỉ đến các vitamin và các khoáng chất ở trong thực phẩm mà chúng ta dùng phụ thân của tôi chỉ cao có 5 phút 4 inch tức khoảng một mét sáu mươi ba Tuy nhiên, ông đã nói là ông cao hơn nhiều so với hầu hết mọi lính Nhật mà ông đã gặp trong Thế chiến thứ hai. Ông kể cho tôi nghe rằng ông đã từng gọi họ là thấp lùn. Ngày nay, tính trung bình thì nhiều người Nhật cao bằng người Tây Phương. Điều khiển nhiên là do chính dưỡng tố tạo nên sự khác biệt to lớn về thân xác. Dưỡng tố Ocha tạo ra những sắc pháp sau đây trong suốt đời sống của chúng ta một cách không ngừng nghỉ kể từ lúc chúng ta bắt đầu là một phôi thai tiếp nhận dưỡng tố từ thân mẫu của mình. Sau đây là những sắc pháp do dưỡng tố tạo. 1. Tám sắc bất ly 2. Sắc giao giới 3. Sắc khinh 4. Sắc nhu 5. Sắc thích nghiệp Dưới đây là những câu hỏi được đặt ra bởi các thành viên của thính chúng trong dịp tôi thuyết giảng về thắng Pháp tại trường đại học George Ohio vào năm 2007. Câu hỏi Các học giả Phật giáo luôn luôn đặt nặng vào việc xem tứ đại là căn bản hay tối hậu của thế giới. Thật ra, chúng ta đã khám phá ra hơn 100 nguyên tố hóa học. Ngài có thể giải thích điều đó không? Trả lời Như được nhắc đến ở trên, Vũ trụ của chúng ta được tạo thành bởi yếu tố lửa, utuja. Nếu không có mặt trời, hành tinh này thậm chí đã không thể hiện hữu. Với sự thật này, chúng ta có thể giả định rằng yếu tố lửa đã biến thể hay chuyển đổi các thành tố nền tảng hay cơ bản thành hơn 100 nguyên tố mà chúng ta đã khám phá ra ngày nay hay các hàng triệu thứ mà chúng ta có thể thấy ngày nay. Hơn nữa, Đức Phật đã giảng dạy tùy thuộc vào căn cơ và tầm mức trí tuệ của thính chúng. Nói một cách khác, Ngài đã giảng dạy theo phương cách thích ứng sao cho giáo lý của Ngài được thính chúng thời đó nhận thức và thấu hiểu được. Sự kiện sau đây minh chứng cho điều này. Một ngày nọ, trưởng lão Mogalana bạch giới Đức Phật rằng Con đã thấy rất nhiều những phong nhân hay những ma đói đầy trên núi Gizakuta và Đức Phật đã giảng dạy rằng Ngài cũng đã thấy chúng, nhưng đã không tiết lộ sự việc này, vì lúc đó chưa phải là thời điểm đúng cho mọi người nhìn nhận sự việc ấy. Với sự kiện này, Đức Phật hiển nhiên đã giới hạn sự chỉ dạy của mình sao cho tương hợp với khả năng tiếp nhận của tính chúng thời đó. Câu hỏi thậm chí một vài giả thuyết của einstein cũng trở nên lung lay dựa trên những thí nghiệm khoa học gần đây thắng pháp của đức phật thì như thế nào trả lời tôi không ở trong cương vị có thể đưa ra một nhìn nhận hay một thẩm định nào về thắng pháp của đức phật tuy nhiên các bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với đức phật về giáo lý của ngài nếu các bạn muốn Nếp bàn. Nibbana Định nghĩa Nip bàn Nibbana Loại pháp chân đế cuối cùng là Nip bàn Nibbana Được định nghĩa theo nghĩa đen là sự tẩy trừ hay sự nhổ tận gốc rễ tham ái hay sự dính mắt. Đó là lý do tại sao trong bài thuyết giảng đầu tiên của mình, chính Đức Phật đã miêu tả Niếp tức là diệt đế như sau. Diệt đế, Nibbana, là sự dập tắt hoàn toàn tham ái sự từ bỏ nó sự tẩy trừ nó sự giải thoát khỏi nó hay sự tách rời khỏi nó để làm rõ thêm điểm này tôi sẽ thuật lại một sự kiện trong một tai nạn xa khơi ở Miếng điện một phụ nữ đã khóc than trong sự đau đớn trên thân xác của người chồng đã chết đang nằm úp mặt xuống đường tuy nhiên khi cảnh sát đến và lật ngửa xác chết lên thì bà ta lại bật cười vì bà nhận ra rằng xác chết đó không phải là chồng bà mà lại là người đồng nghiệp của ông thực ra điều đã làm cho bà ta có cảm giác đau đớn thì không phải là việc một người đã bị giết chết mà là do bà ta đã dính mắt vào người đó nhiều như thế nào nếu người đồng nghiệp đó là một ai khác mà bà ta có dính mắt vào thì bà ta chắc đã có cảm giác đau khổ tột cùng mặt khác nếu bà ta không dính mắt vào chồng mình thì bà ta đã không đau khổ nhiều như vậy. Cho nên, sự dính mắt hay sự kham muốn tạo ra sự đau khổ hay sự buồn rầu của chúng ta. Sự dính mắt càng sâu đậm thì sự đau khổ càng trở nên nghiêm trọng. Sự dính mắt càng yếu đi thì sự đau khổ càng được giảm thiểu. Không có dính mắt thì không có đau khổ. Đây là nghĩa đen của Niết Bàn, Nippan, Nibbana. Hơn nữa, sự dính mắt hay sự kham muốn là cái tạo nên đời sống của chúng ta. Việc đó là hạnh phúc hay phiền muộn thì lại phụ thuộc vào nghiệp của chúng ta là tốt hay sống như thế nào. Ví dụ, việc kham muốn lá xanh trên những cây cao có thể là dạng năng lượng mang tính di truyền tạo nên cổ dài cho loài khưu cao cổ. Việc ham muốn có sự che chở có lẽ là động lực tạo nên cái mai cứng cho loài rùa trong đại thế chiến thế giới lần thứ hai một phi cơ chiến đấu của anh quốc đã bị bắn rơi xuống một vùng ở hạ phần miến điện hai phi công đã bị giết chết và đã tái sanh làm hai chị em sinh đôi tại một ngôi làng kế cận họ đã có thể thuật lại kiếp sống quá khứ của mình một cách sinh động đến mức không ai có thể chối bỏ được họ tại cuộc phỏng vấn với một nhà nghiên cứu người mỹ khi được hỏi tại sao họ lại tái sanh làm nữ họ đã trả lời rằng có lẽ là do họ đã luôn luôn nghĩ về vợ của mình khi họ xa nhà. Câu trả lời của họ chỉ định rằng sự dính mắt tạo lập nên đời sống của chúng ta theo cách thức mà chúng ta ước muốn về nó. Đó là lý do tại sao trong giáo lý duyên khởi có dạy rằng phụ thuộc vào sự dính mắt, sự tục sinh sanh lên. Nhưng chính nghiệp của chúng ta lại xác định chất lượng của đời sống đó hiển nhiên không ai trên trái đất này muốn chết cả điều đó có nghĩa là mọi người trên trái đất này đều dính mắt vào sự sống do đó chẳng có gì lạ trong việc tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục tái sanh nếu không có sự dính mắt vào đời sống hay vào bất kỳ một cái gì khác trong cuộc sống thì sẽ không còn tái sanh nữa không còn tuổi già nữa không còn bệnh hoạn nữa và không còn chết nữa như vậy, sự chấm dứt dính mắt hay sự chấm dứt tham ái dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Điều đó chính là ý nghĩa của niết Bàn theo như bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Ở đây có câu hỏi được đặt ra như sau. Nếu sự chấm dứt tham ái là sự chấm dứt đau khổ, thì tại sao Đức Phật vẫn bị đau lưng chẳng hạn? Sau khi Ngài đã hoàn toàn tẩy trừ tham ái, câu trả lời là như sau. Ngài vẫn bị đau lưng vì Ngài vẫn còn thân xác vật lý, vốn là di sản của những tham ái trong những kiếp sống quá khứ của Ngài. Đó là lý do tại sao loại nếp bàn này được gọi là Khửu dư nếp bàn, tức là loại nếp bàn vẫn còn những pháp dư sót. Mặc dầu vẫn còn đau đớn thân xác, nhưng Đức Phật đã không trải nghiệm bất kỳ sự đau đớn tinh thần nào mà vốn có thể được gây ra bởi sự đau đớn thân xác đó. Còn nhiều câu hỏi chung chung khác về Niếp Bàn, chẳng hạn như Niếp Bàn ở đâu? Làm sao chúng ta có thể đến đó được? Câu chuyện sau đây có thể cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi này. Khởi thủy và tận cùng của thế gian Vào một thuở nọ, có một ẩn sĩ thể hiện thần thông để cố gắng đến được nơi tận cùng của vũ trụ Ông ta có thể bay xuyên suốt vũ trụ với tốc độ của mũi tên xuyên qua cái bóng của cây thốt nốt. Ông ta đã di chuyển ở tốc độ siêu phạm như vậy hết cả cuộc đời của mình. Tuy nhiên, ông đã không bao giờ đến được nơi tận cùng của vũ trụ. Sau khi chết, ông ta đã tái sanh là một thiên nhân có thần lực tên là Rokitasa. Một ngày nọ, vị thiên nhân này đã viếng thăm Đức Phật và bạch hỏi rằng nơi tận cùng của thế giới là ở đâu và làm sao chúng ta có thể đến đó được đức phật đã ban cho ông một câu trả lời có tính cách khai sáng như sau ta nói rằng trong chính cái thân xác tri giác và tỉnh thức dài một trượng này có cả thế giới nguồn gốc của thế giới và sự tận cùng của thế giới như được đề cập đến ở trên chính sự dính mắt hay tham ái khiến cho chúng ta tục sinh, lão hóa và chết đi hết kiếp này đến kiếp khác. Chính dòng luân hồi liên tục này là thế gian. Chúng ta có thể đạt đến sự kết thúc của nó, tức là nếp bàn, khi chúng ta hoàn toàn giác ngộ, tức là không còn chỗ cho tham ái và tục sinh. Tuy nhiên, nó không phải là sự hủy diệt của bất kỳ một cá nhân nào nó cũng không phải là một dạng tái sinh đặc biệt và một cõi thiên giới, nơi mà hạnh phúc vĩnh cửu tồn tại như được đề xướng hay được chủ trương bởi một vài chủ thuyết. Trong thực tế, nó chỉ giống như là thức dậy từ một giấc mơ. Mọi thứ tốt hay xấu, an lạc hay bất toại nguyện trong một giấc mơ sẽ trở thành chẳng là gì cả một khi chúng ta thức giấc. bàn Nippa, Nibbana là sự thức dậy khỏi một cảm giác mê mờ hay lầm lạc như vậy về cuộc sống. Khái niệm hay chế định Panyati Như đã được bàn đến, theo thắng pháp thì chỉ có bốn pháp chân đế, tâm Chitta, tâm sở Chittasika, sắc pháp Rupa và bàn, nippan, Nipana. Ngoài bốn pháp này ra, tất cả mọi thứ khác là những ảo tưởng không có thực chất, hay chỉ là những pháp chế định. Vanyatti. Vanyatti thông thường được dịch là khái niệm, tuy nhiên nó được định nghĩa một cách sát nghĩa là một cái gì đó làm cho chúng ta chấp nhận và tin vào. Như vậy, nó nên được dịch đúng nghĩa là chế định thay vì khái niệm. Ví dụ có sự khác biệt to lớn giữa tờ giấy tiền một đồng và tờ giấy tiền 100 đồng, mặc dầu cả hai đều được chế tạo bởi cùng vật liệu theo nghĩa tuyệt đối. Chúng ta bị định đặt vào việc tin rằng những tờ giấy này là tiền bạc. Việc này làm cho chúng ta thậm chí sẽ hy sinh cả thân mạng của mình để sở hữu chúng. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ Panyati. Có vô số loại chế định được nhắc đến trong thắng Pháp chẳng hạn như hình thức chế định Santana Panyati, thời gian chế định Kala Panyati, nhân chế định Bukala Panyati, địa phận chế định Desa Panyati, hư không chế định Akasha Panyati và dân dân. Hình thức chế định Santana Panyati cùng vật liệu có thể có những chức năng khác nhau hoặc tạo ra những hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào hình dáng hay mẫu mã thiết kế của chúng. Ví dụ, sắt thép có thể chế thành nhiều loại vật thể khác nhau, từ đồ chơi cho đến phi cơ, tùy theo cách nó được tạo hình hay được thiết kế. Điều này cho thấy chế định đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, cách đây khoảng 4 thập kỷ, Marilyn Monroe đã cực kỳ được hâm mộ trong nam giới. Hình thể của cô ta đã rúng động thế giới của đàn ông và điều được ghi nhận là cách cô ta nói và đi rất là gợi cảm. Thậm chí Tổng thống Hoa Kỳ là John F. Kennedy lúc bấy giờ cũng được cho là đã có mối quan hệ với cô ta. Hình thể hay cùng cách của cô ta đã có năng lực như vậy, mặc dầu cơ thể của cô ta được tạo thành bởi cùng loại xương và cơ thịt như mọi phụ nữ khác trên thế giới hình thể hay cung cách thì không phải là cái thực sự tồn tại nhưng nó làm cho chúng ta tin rằng cái này thì đẹp hơn cái kia chúng ta đang sống trong một thế giới giả định sự ảo tưởng này luôn luôn làm cho chúng ta rồ dại do đó đức phật đã nói sống với cảm giác hư ảo về sự thường hằng khoái lạc bản ngã và vẻ đẹp người chưa giác ngộ sẽ trở nên rồ dại. Khi nhận thức ra nó một cách rõ ràng, chúng ta có thể thoát khỏi sự nô lệ cho cái chết. Nhân chế định, Bukala Panyati. Một loại chế định khác là về con người. Về loại chế định này, vua Mininda đã hỏi ngài Nagasena rằng, ngài thật sự là ai? Ngài Nagasena đã trả lời rằng, Nagasena chỉ là tên gọi hay là khái niệm về con người, thật ra không có người nào cả theo nghĩa tuyệt đối. Rồi nhà vua đã hỏi, vậy thì ai dân cúng, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men đến Ngài và ai tiếp nhận và sử dụng chúng? Ngài Nagasena đã trả lời rằng, dựa trên sự kết hợp của 32 bộ phận, tức thể trượt của cơ thể hay chính xác hơn là năm uẩn cái tên gọi hay cái khái niệm Nagasena sanh lên ngài kết thúc câu trả lời dài của mình bằng việc nhắc đến câu kệ pali có nghĩa như sau giống như việc khái niệm về một cổ xe ngựa sanh lên dựa trên sự kết hợp của những mảnh rời rạc cũng vậy khái niệm về con người sanh lên dựa trên tiến trình liên tục của các uẩn trích trong milinda Panya Thời gian chế định, kala panyati. Giống giới hình thể và con người, thời gian cũng là một khái niệm mà không thực sự tồn tại theo nghĩa tuyệt đối. Nói một cách khác, thời gian chỉ là một phương hướng hay một chiều của danh và sắc, không có gì khác hơn. Nếu không có danh và sắc, nó không thể được tìm thấy cũng như không thể được nói là xuất hiện hay biến mất ở trong bất kỳ dạng nào. Điều này cũng được dùng để giải thích cho vô số những loại khái niệm còn lại như địa phận, chiều hướng, tên gọi, tức danh, chủng tộc, đẳng cấp, vẻ đẹp và sự xấu xí và vân vân. Hai loại sự thật, sắc cha. Như đã được nhắc đi nhắc lại, các khái niệm hay các pháp chế định panyati thì không phải là những thứ thật sự tồn tại theo nghĩa tuyệt đối tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng không quan trọng thật ra các khái niệm và các pháp chân đế là không thể tách rời nhau được giống như một cái gì đó và kích thước của nó cho nên nếu chúng ta chú trọng quá nhiều vào những pháp chân đế nó thậm chí sẽ là khó khăn cho chúng ta phân biệt giữa công đức và điều đáng chê trách như pakuntha Kachayana đã nói. Ví dụ như, chẳng có tội lỗi gì cả khi cắt cổ một người bằng một thanh gươm vì việc làm đó chỉ là đặt thanh gươm vào các yếu tố tạo thành nên một con người. Tuy nhiên, ở mặt khác, nếu chúng ta chỉ quan tâm hay chú ý đến những pháp chế định, chúng ta sẽ giống như là một con nai khát nước, nhầm lẫn ảo ảnh với nước, và cứ đi theo cái ảo ảnh đó một cách vô vọng. Do đó, để tránh những cực đoan này, chúng ta phải chấp nhận cả hai loại sự thật một cách thích hợp. Đó là tục đế Samuti Satcha và chân đế Paramatha Satcha. Chúng ta cần phải có cảm nhận về sự thật chế định để chúng ta có thể biết rõ những sự khác biệt. Chẳng hạn như giữa mẹ của mình và bạn gái của mình, giữa công đức và điều sai trái và dân dân. Ở mặt khác, chúng ta lại cần phải nỗ lực để nhìn thấy được sự thật tối hậu vượt lên trên cảm giác mê lầm về sự thường hằng về sự khoái lạc và về bản ngã để chúng ta có thể tỉnh thức từ sự mê mờ